Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng ta cùng xem mẫu sedan được ưa chuộng nhất tại Việt Nam từ bao đời nay. Về thiết kế ngoại thất, ban đầu nhiều ý kiến băn khoăn không biết liệu Camry 2025 có được lấy cảm hứng thiết kế theo phong cách crossover từ Crown mới hay không. Thậm chí, hình ảnh teaser trước đó dường như còn ẩn ý rằng Camry thế hệ mới có thể được gia tăng khoảng sáng gầm xe và có vòng bánh xe cơ bắp hơn. Thế nhưng, thực tế thì mẫu sedan được ưa chuộng tại Mỹ vẫn áp dụng phong cách sedan truyền thống với khoảng sáng gầm không thay đổi, cốp xe riêng biệt và không có ốp vòm bánh xe. Dẫu vậy, chắc chắn thiết kế của Camry 2025 sẽ chịu một số ảnh hưởng của Crown. Điều này được thể hiện ở phần mũi xe cũng như bên trong nội thất không lấy trực tiếp từ Crown nhưng lại mang một nét giống kỳ lạ. Tất cả các phiên bản đều có khởi động không cần chìa khóa, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, hệ thống an toàn hiện đại với giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Toyota Camry 2025 chính thức trình làng, chỉ sử dụng động cơ hybrid. Mẫu sedan Camry thế hệ mới được nâng cấp đáng kể đi kèm lựa chọn dẫn động cầu trước với công suất 225 mã lực hoặc dẫn động 4 bánh với công suất 232 mã lực. Toyota Camry 2025 được trang bị hai tùy chọn động cơ, bao gồm động cơ xăng 2, 5L4 xi lanh, động cơ này sản sinh công suất tối đa 203 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Động cơ hybrid 2, 5L4 xi lanh, động cơ này sản sinh tổng công suất 208 mã lực. Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động CVT. Động cơ xăng 2, 5L4 xi lanh của Camry 2025 được tinh chỉnh lại để mang lại hiệu suất cao hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Động cơ này cũng được trang bị hệ thống biến thiên van thông minh VVTi thế hệ thứ 7, giúp cải thiện hiệu suất và giảm thiểu khí thải. Động cơ hybrid 2, 5L4 xi lanh của Camry 2025 được trang bị hệ thống hybrid thế hệ thứ 5 của Toyota. Hệ thống này bao gồm động cơ xăng 2, 5L, động cơ điện và bộ pin lithium-ion. Hệ thống này giúp Camry 2025 tiết kiệm nhiên liệu hơn 20% so với bản động cơ xăng. Thiết kế ngoại thất được nâng cấp. Camry 2025 có thiết kế ngoại thất được nâng cấp với lưới tản nhiệt mới, đèn pha LED mới và đèn hậu LED mới. Lưới tản nhiệt mới của Camry 2025 có thiết kế hình thang, được bao quanh bởi các đường viền chrome. Lưới tản nhiệt này mang đến cho Camry 2025 vẻ ngoài sang trọng và hiện đại hơn. Đèn pha LED mới của Camry 2025 có thiết kế sắc sảo và hiện đại hơn. Đèn pha này được tích hợp đèn chạy ban ngày LED. Đèn hậu LED mới của Camry 2025 có thiết kế thanh mảnh và tinh tế hơn. Đèn hậu này được nối liền với nhau bởi một dải đèn LED. Thiết kế nội thất được cải tiến. Camry 2025 có thiết kế nội thất được cải tiến với bảng điều khiển trung tâm mới, màn hình thông tin giải trí lớn hơn và hệ thống âm thanh JBL mới. Bảng điều khiển trung tâm mới của Camry 2025 có thiết kế gọn gàng và hiện đại hơn. Bảng điều khiển này được bố trí các nút bấm và núm xoay một cách hợp lý, giúp người lái dễ dàng thao tác. Màn hình thông tin giải trí của Camry 2025 có kích thước 10,5 inch, lớn hơn so với màn hình 8 inch của bản tiền nhiệm. Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh JBL mới, Camry 2025 được trang bị hệ thống âm thanh JBL mới, có 10 loa, công suất 1.000 W. Hệ thống âm thanh này mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực hơn. Thêm các tính năng an toàn mới, Camry 2025 được trang bị thêm các tính năng an toàn mới, bao gồm hệ thống hỗ trợ lái xe bán tự động Toyota Safety Sense 2.5+. Toyota Safety Sense 2.5+, hệ thống này bao gồm các tính năng an toàn như hệ thống cảnh báo va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ và xe đạp. Hệ thống cảnh báo trạch làn đường với hỗ trợ giữ làn đường. Hệ thống điều khiển hành trình chủ động thích ứng. Hệ thống đèn pha tự động thích ứng.
Hệ thống cảnh báo điểm mù với hỗ trợ chuyển làn đường. Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Giá bán. Toyota cũng đã công bố giá bán của Camry 2025 tại Hoa Kỳ, cụ thể như sau. Camry LE 25.295 đô la Mỹ. Camry XE 26.525 đô la Mỹ. Camry XLE 29.125 đô la Mỹ. Camry XSE 32.525 đô la Mỹ. Camry TRD 35.625 đô la Mỹ. Camry Hybrid LE 28.225 đô la Mỹ. Camry Hybrid XE 29.455 đô la Mỹ. Camry Hybrid XLE 32.055 đô la Mỹ. Camry Hybrid XSE 35.455 đô la Mỹ. Camry 2025 dự kiến sẽ được bán ra tại Hoa Kỳ vào đầu năm 2024.